Đã từ rất lâu rồi dân chưa định nghĩa phong cách đi xe lưu thông ở trong thành phố là không cần phải lắp gương. Nhìn rất thốn và rất quê. Vậy cớ sao giờ sau nhiều năm trôi qua luật đã khắc ghi một điều lưu thông xe máy không gương thì lên chốt. Mùa đông ấy em đã bị thu xe. Thế eo nào em lại không gương, và thế eo nào anh thông lại không thương. Thế eo nào ngoài kia còn bao người không sao bắt mỗi em. Thế eo nào anh đưa xe em đi xa khuất, và thế eo nào em chỉ còn mà biết hàn chơi đất. Thế eo nào em đành phải tự nhủ từ giờ phải lắp gương. Xe bắt lên thùng như những gì đã sắp đặt, dấu bút xóa đâu thể mở đi. Từng ngày buồn bị giữ xe không gương anh mới bắt, cớ sao em lại còn cố chống cự. Sao lại bắt riêng em, bao giận hờn, bao nhiêu bức xúc. Nói em nghe những vấn đề giao thông trong em cần phải mở rộng. Biết lúc nào em mới lại chịu lắp gương để mà phóng. Là khi đó em cảm nhận mùi biên bản vẫn còn nóng. Xe không gương là bị phạt như một định lý đã muôn thuở. Thôi, từ giờ có lẽ phải học thêm nhiều điều. Gương là mảnh ghép cuối cùng sẽ còn thiếu. Nhiều đêm dằn vặt tự gắng mình không hiểu là những lý do sao em vẫn làm liều. Không lý do nào đã khiến xe em vừa gặp chốt là bị thu. Cánh cửa hy vọng được tha đổ sập ngay trước mắt. Không còn hơi ấm mềm mại ngồi yên xe thật chặt. Cảm xúc bỗng nhiên chất lặng. Anh thông thường nhắn em rằng lập biên bản thu xe thằng này đi. Lê đôi chân bơ vơ em đã hút thông thật nhiều. Sao em không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa. Tại sao chỉ bắt có mỗi em. Ôi thôi này đi bộ. Sao bao nhiêu xe kia lại quá. Sao xe em anh vẫn éo thà. Bức xúc vơ ca lờ. Thế eo nào em lại không gương, và thế eo nào anh thông lại không thương. Thế eo nào ngoài kia còn bao người không sao bắt mỗi em. Thế eo nào anh đưa xe em đi xa khuất, và thế eo nào em chỉ còn mà biết than chơi đất. Thế eo nào em đành phải từ nhu từ giờ phải lắp gương. Ôi mắt xe rồi.